Nhà giáo doanh nhân Nguyễn Đức Quốc sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam. 30 năm trước, bước vào đời với hai bàn tay trắng, chàng sinh viên nghèo phải bươn chải làm thêm nhiều việc, từ chạy xe ôm đến việc dạy kèm, dạy luyện thi tại các trung tâm để trang trải tiền học phí và chi phí sinh hoạt cho những tháng ngày tìm con chữ nơi đất khách quê người. Từ bước ngoặt này, môi trường sư phạm đã nhen nhóm lên trong chàng thanh niên ấy một khát vọng, chính là ước mong gây dựng nên một hệ thống giáo dục phát triển con người Việt Nam mới, có tầm vóc trí tuệ, hội nhập quốc tế, góp sức vào công cuộc đào tạo nên những thế hệ tương lai giúp ích cho xã hội, đất nước. Bằng sự nhạy bén, kết hợp triết lý kinh doanh thực tế, từ năm 2008, với sự mời gọi hợp tác từ các cổ đông chiến lược, không ngừng tuyển dụng nhiều giáo viên trong và ngoài nước có trình độ nghiệp vụ sư phạm, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư và giảng viên quốc tế, cơ sở vật chất nhà trường không ngừng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Tập đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt dưới sự điều hành của nhà giáo doanh nhân Nguyễn Đức Quốc đã viết nên thành tích đáng ghi nhận. Hệ thống giáo dục đào tạo liên cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt theo tiêu chuẩn quốc tế đã được các bậc phụ huynh trên cả nước tin tưởng và gửi trao con em theo học tại đây. Ghi nhận sự nỗ lực trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt Nguyễn Đức Quốc vinh dự được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng bằng khen với thành tích xuất sắc, đã đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Trường Sa Hoàng Sa thân yêu trong việc đầu tư nguồn nhân lực trẻ cho miền núi, dân tộc và vùng biển đảo. Cùng với Quỹ học bổng Vừa A Dính và giống như chiến dịch Covid vừa qua thì chúng ta cũng đồng hành cùng với xã hội và những em học sinh có những hoàn cảnh khó khăn khác nữa, thì cũng rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã ghi nhận và đã tặng cho trường Nam Việt và cho cá nhân Quốc những bằng khen thật là vinh dự. Thì mình thay mặt cho Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt cũng trân trọng cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn cô Trương Mỹ Hoa, cảm ơn Quỹ học bổng Vừa A Dính. Chúc mừng Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt Nguyễn Đức Quốc. Hy vọng với tâm huyết của người đứng đầu, sự cùng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục phát triển sự nghiệp con người Việt Nam toàn diện và hội nhập quốc tế.